Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì đây là một con dế mà dế non mình bắt được ở ngoài thiên nhiên các bạn. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình đó là kêu mình đó là huấn luyện một con dế non các bạn. Thì nó lúc trước mình cũng có làm nhiều video rồi nhưng mà mình chưa có làm cái video nào mà cái quá trình mình huấn luyện một con dế non từ khi chưa lột cho đến lúc mà trưởng thành các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ha, mình sẽ huấn luyện cái con dế non này cho đến khi mà nó trưởng thành, nó có cánh, anh trở thành con dế chiến. Đó, cho các bạn xem ha, quá trình của mình nó coi từ khi mà nó chưa lột xác này đến khi mà nó trưởng thành ra được bao nhiêu ngày nha các bạn. Đó thì cái con dế này mình bắt được hôm nay là được 3 ngày các bạn, nhưng mà nó vẫn chưa có lột xác. Đó, nó vẫn còn là con dế non. Đó, các bạn coi nó đang mung luôn kìa. Đó, nhìn biết là con dế than nha các bạn. Đó, đang mung luôn, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đó, nhưng mà con dế than nữa cũng khá là hăng đó bạn. Đó bạn thấy không? Tuy nó chưa có cánh nhưng mà nó vẫn hăng các bạn. Nên đó bạn thấy nó bè càng, nhưng mà cái càng nó chưa có. Đó 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 bạn thấy không? Đó, cái càng nó chưa có được to, bạn thấy nó bè không? Đó. Đó bạn thấy không? Đó, cái càng nó chưa có được lớn á nhưng mà nó vẫn hăng các bạn thấy không? Đó thì bữa nay là mình tính là bữa nay là mình huấn luyện nó, bữa nay là ngày đầu tiên nha các bạn. Đó thì mình xem coi coi trong quá trình mình huấn luyện có được bao nhiêu ngày ha, thì em nó lột xác rồi nó có cánh rồi nó trở thành con dế chiến như thế nào. Đó thì mình xem được bao nhiêu ngày các bạn ha. Đó thì nó chưa có cánh nên nó chưa gáy được đâu các bạn ơi. Đó, đây là con dế đá nha, dế than nha các bạn, không phải dế mèn nha. Đó thì nó cũng mới đào cái hang đó các bạn, để anh quay cho các bạn xem cái hang của nó đào nha. Đây nè, đó bạn thấy không, cái hang của nó đào nè, đó nó đang chui vô, bạn thấy không, cái hang này nó tự đào nha các bạn, chứ không phải là mình đào cho nó nha các bạn. Hang nó tự nó đào luôn á đó. Đó bạn thấy không, sâu hụm dưới á đó. Đó này mình nuôi bằng cát nên nó dễ đào à, cái chân quay nó hơi rung để mình chỉnh lại xíu nha các bạn. Đó thì bữa nay là ngày đầu tiên mình huấn luyện nó nè các bạn. Bạn thấy không, nó bè càng nè. Đó, đó nhìn đâu đó, càng thấy nhìn thấy dễ cưng cho các bạn nhỏ xíu à. Đó nhưng mà khá là hăng các bạn thấy không. Đó thì cái video này thì có thể là rất là dài nha các bạn. Đó, tại mình không biết là mình quay vòng mấy ngày ha, khi nào mà nó trở thành con dế chiến thì mình sẽ up cái video lên. Đó thì bữa nay là ngày đầu tiên mình huấn luyện nó nè. Đó mỗi ngày mình reel nó, đó, mình tập cho nó hăng lên. Đó tuy là nó chưa có trưởng thành nhưng mà nó có cái bản năng, nó đã bảo vệ cái lãnh thổ nó đó các bạn, nó tự đào hang các bạn. Đó nó bảo vệ cái hang của nó đó, bạn thấy không, sùng rồi thấy không. Đó bạn thấy không, nhìn em này rất là tiếu luôn. Bữa bởi vì mình lúc mà mình bắt nó mình thấy thích nó liền các bạn, tại em thấy các bạn thấy không, nó đang mung mà. Đó thì đến hôm nay thì mình nuôi được 3 ngày rồi nhưng mà nó vẫn chưa có lột xác, thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha, cái quá trình của nó ha, trong vòng mấy ngày thì nó lột xác rồi nó thành trở thành dế chiến, mình huấn luyện nó luôn. Đó thì bữa nay là ngày đầu tiên mình huấn luyện nó nha các bạn. Đó bạn thấy không, khá là hăng luôn ha. Đó rồi thì tiếp tục ha, qua ngày mai cho mình xem coi nó có lột xác hay chưa, hoặc là nó có tiến bộ nữa hay thêm hăng thêm nữa thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem tiếp nữa nha. Đó thì bữa nay là ngày đầu tiên ha, rồi ngày mai mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nữa nha. Rồi thì lại một ngày mới nữa cho qua nha các bạn. Thì đây là cái con dế non của mình nè. Đó nó vẫn chưa có lột xác nha các bạn. Đó bạn thấy cái càng đó không? Đó hôm nay mình huấn luyện nó tiếp nha các bạn. Đó giờ là mình sẽ cho nó ăn luôn. Đó, hôm nay mình sẽ cho nó ăn bắp nữa nè. Đó cũng giống như dế lớn thôi. Đó bỏ vô nó ăn liền các bạn thấy không? Cũng như là mình chăm dế lớn thôi, mình cho nó bắt ăn bắp sống với lại cỏ. Đó cỏ hôm qua thì nó ăn hết rồi thì mình mới trồng một cây cỏ non nữa, vô nữa nè các bạn. Đó đây cái cây cỏ non nè. Đó mình mới bỏ vô cái nó ăn bắp liền các bạn thấy không. Đó thì con dế này nó đến nay là giờ mình chăm được 5 ngày mà nó chưa lột nữa các bạn. Đó thì tính theo ngày huấn luyện thì được 2 ngày nha các bạn. Đó bạn thấy nó hăng bây giờ đang ăn á đó. Đó hai cái râu nó thì không được đẹp lắm nha các bạn. Đó thì mình chờ cho nó lột ra ha. Đó để làm thành một con dế than chính cống rồi bắt đầu mình sẽ huấn luyện, mình reel nó mỗi ngày đó, cho nó thành, cho nó hăng lên, nó sẽ thành một trở thành một con dế chiến nha các bạn. Đó, đó này. Đó,
nó đang ăn nó không có bè cạn mà lấy chân búng mà đó bạn thấy không, khá là hăng luôn bạn thấy không, nó rung 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 người đó, là nó giống như nó cảnh báo những cái con khác mà tới gần nó giống vậy các bạn đó đó bạn thấy không, đó hăng rồi chưa các bạn. Đó thì mình đang hy vọng cái con dế này nó sẽ thành con dế chiến cho mình nha các bạn. Đó. Ủa hút vô luôn. Hút vô cái chuồng luôn các bạn nha. Cái cọc luôn không? Đang ăn mà quậy nó quá. Đó, ủa các bạn thấy không? Hiểu chưa? Người nó khá là đen luôn, đen bóng các bạn thấy không? Đó đó, thấy chừng bún. Đó, đây là ngày thứ hai mình huấn luyện nó nha các bạn. Đó, đó. Rất là hăng luôn hả các bạn ha. Ở chân bún rồi, bún cái chân này cọc cọc luôn các bạn. Đó. Nó đang ăn á, mình quậy nó các bạn. Đó. Dữ rồi. Thì xịn xong trong cái chuồng nó có con tóc ta, con tóc bạc nè. Chiếu mình lấy ra. Đó. Cũng luyện nó nha các bạn. Ngày nào mình cũng phải tập điêu của nó để nó mới hăng lên. Đó, giờ cái càng đó các bạn thấy cái càng tiếu không? Xíu rồi. Chưa có đủ dài để nó bè cái càng ra to các bạn. Đó. Rồi để nó ăn đi. Ha. Còn không có quậy nữa. Đó, đây chút xíu nó ăn xong mình sẽ riêu nó sau. Đó thì đây là ngày thứ hai ha. Ngày thứ hai mình chăm con dế, ăn dế non, không, mình huấn luyện nó trở thành một con dế chiến. Đó, thì hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Đó thì con dế các bạn thấy không? Khá là ăn rồi ha. Đó thì bắt đầu từ ngày mai coi nó có lột hay không ha. Đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp ha. Đó thì bây giờ mình sẽ để cho nó tự nhiên nó ăn đi, không quậy nữa nha các bạn. Đó thì ngày mai là mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem con dế này nó phát triển như thế nào nữa nha. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay là ngày thứ ba nha. Đó, ngày thứ ba mình huấn luyện con dế non nè. Đó, nó bò lên kia thì mình view nó cho các bạn xem nha. Đó, còn khá là hăng hả bạn thấy không? Đó, mà con cái là nó chưa vẫn chưa có lột nha các bạn. Đó, mình không hiểu sao mà dế ngoài thiên nhiên nó lâu lột các bạn. Đó, còn mấy con dế nuôi á, mang dế mình nuôi các bạn thì nó khoảng chừng 5-6 ngày đã lột các bạn. Mà con này làm bữa mình bắt về là mình 3 ngày, hôm nay mình huấn luyện nó 3 ngày, tổng cộng là 6 ngày các bạn. Nó vẫn chưa lột luôn. Đó. Nhưng lẽ lúc mà mình bắt nó ngoài thiên nhiên là mới lột sao ta? Đó. Thì đến nay là mình bắt nó được là đến nay là 6 ngày mà nó vẫn chưa có lột nữa các bạn. Thấy không? Chưa lột cái trưởng thành nè. Đó. Nhưng mà ảnh khá là hăng các bạn thấy không? Đó, đó, bạn thấy không? Hôm nay nó bè càng rồi. Khá dữ luôn các bạn. Đó. Chắc mình nghĩ chắc khoảng ngày mai hoặc ngày mốt là nó lột rồi các bạn ơi. Chứ 6 ngày rồi mà vẫn chưa lột là thấy là quá là lâu rồi đó. Đó. Chắc mình nghĩ là dễ thiên nhiên nó ăn, nó không có ăn cám các bạn nên nó lâu lột, còn mấy con dế mình nuôi mình cho nó ăn cám á phát triển nhanh lắm các bạn nên nó mới nhanh nó lột các bạn. Đó, còn dế này là mình huấn luyện được 3 ngày nha các bạn, khá là hăng luôn nè, mình đang trông chờ nó lột trưởng thành có cánh. Đó, thì nó có cánh lên là nhìn nó đẹp hơn các bạn. Đó, lúc đó mình dễ huấn luyện hơn, nó gáy mình riêu nó gáy nó bè càng to nữa. Đó, chứ giờ nó nhỏ, còn nhỏ quá. Ê, máy bay đang bay ngang mình xin ngưng máy trước nha các bạn. Đó thì nó lớn lên nó trưởng thành đó, mình huấn luyện nó gáy các bạn, mình riêu nó gáy nhìn nó hấp dẫn hơn, chứ giờ cái càng nó be to chứ giờ nó còn nhỏ quá. Đó, nhìn nó khá hăng nhưng mà cái càng nó vẫn chưa có be ra được các bạn thấy không? Đó, chút xíu à. Đó. Kìa các bạn thấy không? Đó, không biết cái nào vậy, có các bạn nào mà có riêu mấy con dế non gì chưa ha? Đó, các bạn nào có đã từng riêu với con dế non gì rồi thì comment cho mình biết nha. Đó, đây con dế non của mình khá là hăng các bạn ha. Đó thì mình huấn luyện nó là mà được ngày thứ ba. Đó, mình đang mong chờ nó lột ra, nó trưởng thành có cánh. Đó, nó đập gáy rồi cho các bạn xem ha. Đó thì ngày mai ha, tiếp tục ngày mai cho nó có lột, nó lột xác nó trưởng thành hay không và mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Đó thì ngày hôm nay thì mình huấn luyện nó chút xíu vậy thôi. Đó, bạn thấy không? Em cũng vẫn khá là hăng. Bộ nó hút vô cái thành chuồng các bạn thấy không? Đó thì tiếp tục ha, ngày mai mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Con em nó phát triển như thế nào nữa rồi ha. Đó.
đó này mình mới bỏ cỏ vô, mới bỏ bắp vô cho em nó ăn nè, mà nó chưa có ăn, mình quậy nó quá đó. Rồi tiếp tục ngày mai nữa mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nữa nha. Rồi thì hôm nay là ngày thứ tư nha các bạn, thì con dế của mình cũng đã lột xác rồi nè các bạn đó. Mà bữa mình thấy dế non sao nó đen thui mà giờ nó lột thành dế dầu nữa các bạn đó, bạn thấy không đó. Nhưng mà cái màu nó thì vẫn chưa có đậm lên nha các bạn đó, tại vì nó mới lột mà đó. Thì sáng này nó mới lột thì nó lần lần nhách à đó, thì mình để thêm vài tiếng nữa đó, sau 4 tiếng đồng hồ thì cái màu nó cũng lên được đậm đậm chút xíu nè, nhưng mà chưa có đậm mấy ha các bạn ha. Đó thì mình giờ mình sẽ riêu thử nó có ăn không nha các bạn, tại vì nó mới lột xác đó các bạn, thì nó cũng còn hơi nhét đó, đó 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 đó, nhìn nó cũng hăng hăng nha các bạn đó, bạn thấy không đó. Nhưng mà cái càng này nó chưa có be được đó các bạn ơi, đó đó các bạn thấy cái càng đó không đó. Đó, mới lột mà cũng khá là hăng các bạn ha, như là nó chưa có gáy được đâu đó. Dế mà vào nó lột xác khoảng 2 ngày đến 3 ngày sau thì nó mới gáy được nha các bạn đó. Thì cái này nó mới lột xác đó, cũng còn khá là hăng, mà nó lột xong rồi cái xác cũ nó ăn luôn các bạn, nó ăn lại cái xác cũ nó luôn rồi đó. Thì này mình tranh thủ nó mới lột xác xong mình cũng huấn luyện nó luôn à. Bữa nay là ngày huấn luyện thứ tư thì con dế này nó cũng đã lột xác rồi đó, nhưng mà là dế dầu nha các bạn đó, dế dầu. Nhưng màu thì cái chân cũng khá là đẹp qua wow, cái con dế kia nó gáy, để mình kia chân ngừng gần xíu để mình dễ quay cho bạn xem nha. Đó, mình còn dế than ở nhà nó gáy dữ lắm đó, bạn thấy không, càng nó có chút xíu à, càng chưa be được to đó, chưa gáy được đâu nha các bạn. Mới lột xác có một ngày mà cũng khá là hăng các bạn thấy không, có nhiều con nó lột xác nó rất là nhát, nó không chịu gáy gì đâu, nó không chịu be càng đâu các bạn, quên không đó bạn thấy không đó, khá là hăng ha đó. Thì mình điêu nó cho nó be, cho nó be tập cho nó be càng các bạn đó, các bạn thấy càng đâu chút xíu à, chưa có khá be được to đâu đó. Bạn thấy ngựa rung rung không, rung rung là nó hăng lắm các bạn đó. Thì hôm nay là cái ngày thứ tư ha, thì con dế non của mình cũng đã lột xác rồi, nhưng mà mình đang hy vọng là dế than, nhưng mà nó đang dế dầu các bạn đó, bạn thấy không đó. Thì con này còn con dế mà mình bắt ở ngoài đồng các bạn, con dế non á, chứ không phải là dế non mình nuôi từ nhỏ nha, dế non là mình bắt ở ngoài đồng đó, khá là hăng các bạn ha. Và wow, con dế than nó gáy hoài, để mình kiều cho nó ngừng xíu nha các bạn đó. Thì em nó mới lột xác hôm nay thì mình cũng tập riêu với nhỏ ít thôi các bạn đó, tại cái càng nó cũng còn mới, cũng còn mềm, cái thân nó cũng còn mềm các bạn, nên mình chỉ huấn luyện nó sơ sơ xíu thôi nha đó. Thì ngày mai thì em nó phát triển như thế nào nữa thì mình sẽ huấn luyện nó sau nữa nha các bạn đó. Thì giờ em nó mới lột xác, giờ mình để cho em nó nghỉ ngơi ha đó. Thì tiếp tục ngày mai nữa mình sẽ huấn luyện nó tiếp, mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nha đó. Hôm nay là ngày thứ tư nha các bạn đó, thì tiếp tục ngày mai nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Rồi các bạn ơi, thì đã thêm một ngày mới nữa trôi qua nha các bạn đó. Thì cái con dế của mình thì nó mới lột xác hôm qua, nên hôm nay cái màu cũng đậm hơn qua rồi đó. Cái màu nó hôm qua thì hơi nhạt xíu đó, thì bữa hôm nay mình riêu nó thử coi nó có gáy được chưa nha các bạn đó. Các bạn thấy nó đang đào hang không đó, giờ mình riêu nó thử coi nó gáy được chưa nha các bạn đó, đó đó, cái càng nó đó, bữa nay đã đang tập gáy rồi nha các bạn. Các bạn nghe tiếng gáy nó chưa có được rõ nha đó, khi mà nó lột xác khoảng 3 ngày đến 4 ngày thì cái tiếng gáy nó mới thanh nha các bạn đó, mới rõ ràng nha đó. Còn cái càng nó vẫn chưa có be được nha các bạn đó, do nó mới lột xác á, cái càng nó là các bạn thấy không đó, chưa có be được to nha đó, bạn thấy không, nhưng mà khá là hăng ha. Đó rồi, giờ mình sẽ cho nó ăn một hạt bắp nha các bạn, nửa hạt ha đó, bỏ nửa hạt bắp vô cho nó ăn nha các bạn. À, cho nó ăn mà đó, các bạn thấy nó ăn không, cho nó ăn mà mình tưởng nó tưởng là mình riêu nó gáy đó. Thì cái con dế mà nó bị đứt râu khi nó còn non các bạn, thì nó khi nó lột xác thì cái râu nó mọc lại nha các bạn đó, bạn thấy không, bữa là cái râu nó bị cục á, thì sau khi nó lột xác thì cái râu nó mọc dài ra rồi ra lại các bạn thấy không đó. Còn nếu mà con dế mà bị gãy vỏ thì khi mà lột xác thì nó không có mọc lại nha các bạn đó. Có nhiều bạn cũng có nhiều bạn hỏi mình lắm kìa, mà con dế nó bị gãy vỏ thì nó có mọc lại được hay không, thì con dế mà bị gãy giò gãy chân thì nó không mọc lại được nha các bạn đó.
nó đang ăn mình riêu nó. Dế này khá là hăng nha các bạn, dế dầu nha. Lúc đó còn non mình thấy nó đen tưởng là dế than nhà đâu mà lột xác ra thành những dế dầu. Rồi cũng được, dế này khá hăng luôn. Đó đang ăn mình ghẹo nó các bạn. Rồi đó các bạn thấy không, khá là hăng luôn thấy không. Nhưng mà nó gáy chưa có thanh được. Đó, khoảng 3 ngày đến 4 ngày các bạn thì tiếng gáy nó mới thanh nha. Đó, thì đến nay cái càng nó chưa có be được đâu. Để coi ngày mai coi cái càng nó có be được hay không ha các bạn ha. Đó thì ngày mai mình sẽ bày tiếp cho các bạn xem. Đó, còn cái hôm nay thì con dế này nó phát triển. Đó, cũng khá là lanh luôn, khá là hăng luôn ha các bạn ha. Đó, bạn nghe tiếng gáy nào. Đó. Đó, để mình riêu nó chút xíu nữa ha các bạn ha. Đây em. Đó. Thấy không? Khá là hăng luôn ha. Nó hút vô cây riêu luôn á. Đang ăn mà nó quậy quá. Đó rồi thì thôi để ngày mai nó phát triển cái càng nó be ra to rồi nó gáy thanh là mình sẽ quấn liền nó tiếp nha các bạn. Đó thì cái cuộc quấn liền bữa nay chỉ như đây thôi ha. Do nó mới lột xác cái càng cũng chưa be được đâu. Đó rồi thì tiếp tục ngày mai nữa thì nó phát triển như thế nào nữa rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Rồi lại một ngày nữa trôi qua nha các bạn. Đó thì hôm nay là ngày thứ 6 mình quấn liền con dế này nha. Đó mà là cái ngày thứ 4 con dế này nó lột xác nha các bạn. Đó, nếu mà tính hôm qua mình không có về nhà. Đó, hôm qua mình bận ở công ty mình không có về nhà. Đó nếu hôm qua mình quay là cái ngày thứ 3 nó lột xác, nhưng mà hôm qua mình không có quay được cho các bạn xem á, thì hôm nay là nó lột xác được 4 ngày các bạn. Đó thì hôm nay mình review thử cho các bạn xem nha. Rồi nó có hang không nha. Đó, hôm nay thì nó gáy được rồi nha các bạn. Đó, tiếng gáy nó cũng đã thành rồi nè. Đó, càng này thì nó cũng be khá là to nè. Đó, bữa nay gáy rất là thanh luôn các bạn. Đó, hôm qua mình không có về nhà nên mình không có review được cái tiếng gáy của nó hôm qua. Đó, hôm nay thì nó thấy cái gáy khá là thanh luôn các bạn. Đó thì điểm xíu nữa mình nhà mình còn một con dế mà dế câu cá các bạn, dế mồi á, thì mình bắt vô mình cho nó đá thử cái con dế này thử nha các bạn. Đó, xem cái quá trình mình quấn luyện con dế này như thế nào nha. Đó xem nó có đá hay không, nó hăng hay không nha các bạn. Đó. Đó thì con dế này nó lột xác khoảng 4 ngày là mình nó biết gáy rồi, cái càng nó be to rồi mình có thể mình cho đá được rồi. Nhưng mà mấy các bạn nào mà muốn an toàn thì khoảng 7 ngày hãy cho đá nha các bạn. Đó, tại này mình 4 ngày rồi. Đó, lột xác 4 ngày mình cho nó đá thử thôi. Đó, như là mình ở nhà mình không còn dế dế hay. Ở nhà mình chỉ còn con dế già thôi, mà dế già khá là nhát. Như là mình còn dế mà con dế mồi câu cá. Mình đi mua thức ăn cho cá cái mình thấy có con dế lột mình xin người ta. Đó, người ta bán dế mà mồi cho chim cho cá để cho câu cá rồi các bạn. Đó, mình thấy mình xin về mình nuôi. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ vô ha, mình cho nó đá thử con dế này ha, coi nó đá hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình mà bỏ vô nha các bạn ha, bỏ thử con dế. Đó, dế ví dụ cá biết có biết đá không nha các bạn. Để mình thử rồi nha, nó khá là nhát luôn các bạn. Rồi nó chui vô hang luôn, nó khá là nhát luôn á. Đó, đó đó cũng chịu đá nha các bạn. Đó. Nhưng mà nó nhát lắm các bạn ơi, mình riêu nó hơi thấy gáy thôi chứ mà nó không chịu đá. Đó, khá là nhát luôn, như là nhỏ xíu các bạn, dế mò câu cá mà người ta cho ăn thức ăn công nghiệp nữa nên nó đá rất là dở, nhiều khi nó không chịu đá nữa các bạn. Đó, này mình mới xin được hôm qua hôm kia chứ. Đó, xin về hôm kia đó mà mình không quay cho các bạn xem, gọi nhảy ra hoài luôn các bạn. Nên bắt lại rồi nó bò mất tiêu luôn rồi. Thôi để cho nó thả, mình thả luôn rồi. Đó, giờ mình riêu con dế này cho các bạn xem nha. Dế nó khá là dở. Đó, đây là ngày huấn luyện thứ 6 của mình nè các bạn. Đó, kết thúc với quá huấn luyện. Đó thì con dế của mình ha, các bạn thấy không? Khá là hay luôn ha. Khá là hăng luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không còn dế nào để mình đá thử đó. Dế kia thì khá dài mà nó khá là nhát. Với này mình còn dế zombie nữa. Đó, dế zombie thì mình không cho đá để giết con này nha các bạn. Phá con này hư luôn dế với chiến này của mình nha. Đó. Đó rồi thì cái kết quả mà mình huấn luyện con dế non ha. Đó, trong vòng 6 ngày.
đó, thì nó lột xác ra, nó trưởng thành đó. Mà lúc đầu mình con dế màu đen mình tưởng là con dế than ha, thì mình bắt được vài đồng á, thì mình về mình chăm mình huấn luyện nó, thì không ngờ lột xác ra được con dế dầu nha các bạn. Đó, hôm nay thì gái khá là thanh luôn ha các bạn ha. Đó là thì cái video hôm nay ha, là mình huấn luyện một con dế non ha, ở trong vòng 6 ngày ha, thì nó đã trưởng thành và đã be càng và nó đã gãy thanh rồi nè các bạn. Đó, nhưng mà không, chắc mình nghĩ chắc con dế này đá cũng khá là hay các bạn, vì mình thấy nó khá là lanh luôn nè, nó mình rêu lúc mà nó còn non á, thì nó cũng khá là sung đó. Nhưng mà hiện tại nhà mình hết dế rồi, mình không có đá được, nãy mình mới bỏ con dế mồi con cá vô á, thì dế đó nó không chịu đá, bị con dế này dí quá trời luôn. À, vậy là kết thúc cái khóa huấn luyện của mình ha các bạn ha. Đó rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Đó, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.